Mày lo làm ăn đi, bớt coi ba cái tin tức ở trên mạng đi. Ba cái tin tức đó đó, có những tin đó, thì nó cũng có sự thật đó, nhưng mà ít lắm, đa số là ba cái tin tào lao, nguy hiểm lắm, thấy không? Coi nó không có tốt. Dạ, con cũng rút kinh nghiệm, mốt không dám coi mấy đó nữa đâu. Mới mốt cái gì? Dứt liền bây giờ, chứ đợi tới ngày mai ngày mốt nữa hả? Dạ. Rồi thời gian rảnh đó, kêu Tám nó chỉ cho vài miếng vỏ để phòng thân hậu vệ đồ mấy. Thôi chú Hai ơi, mấy cái vỏ đó bẻ tay bẻ chân đau dữ lắm. Tao thấy thằng Tám nó có cái miếng xè cánh bướm đó, miếng nó nhẹ nhàng lắm cũng được lắm đó. Miếng nó khó vô nổi với nó lắm à. Ủa thôi, miếng đó Tám tàn nó làm được chứ con sao làm được. Không, cũng làm mấy chiêu đó đâu. Ủa vậy mày tính mày ở không mày đi cà nhỏng gì hoài hay sao? Đâu có đâu, con tính đợi ít bữa chừng nào mà con bớt ám ảnh á, lấy lại tinh thần cũng phải đi làm kiếm cơm chứ. Rồi chừng nào mới bớt ám ảnh? Không biết nữa. Rồi bao lâu mới lấy lại tinh thần? Không biết luôn, chừng nào mới hết. Trời Phật ơi, rồi mới kéo qua chừng 5 năm nữa chắc mày không biết lấy gì ăn à. Ủa, ngồi đây mà cũng sợ mất xe nữa hả? Sợ chứ chú. Trời ơi, con nhớ lại lần trước mà con sửa xe cho ông Sinh đó, con mới quay vô cái quay ra, thằng Sức nó lấy chiếc xe chạy mất tiêu luôn. Năm xui tháng rủi, lâu lâu nó mới xảy ra cái vụ gì chứ không lẽ nó xảy ra hoài mày. Thôi chú ơi, mình phải đề phòng chứ, nhiều khi con xui hoài, con bị hoài thì sao? Đúng rồi đó, mày đề phòng gì cũng được, cảnh giác gì cũng tốt. Tại sao ông đã ôm mà thấy khách lạ mà vô mới tướng nghi nghi đó thì mày né nó ra. Nhưng mà ngặt cái người giống người, biết ai tốt ai xấu còn nghi. Trời đất ơi, người sao giống người được? Người thì giống người nhưng mà cái thành phần đó mày nhìn thấy cái cử chỉ của nó khác. Tao nhìn là tao biết liền à. Thí dụ mày nhìn thằng đó mày thấy nè, ốm ốm à, hơi dơ dơ, là gần đó mày nghe mùi khét khét. Mày để ý mấy cái tay nè, để ý mấy cái chỗ này nè, đó mà mày thấy có dấu đỏ 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 giống như mũi cắn vậy đó. Tóc thì nó dựng lên ha, mà nó đi á nó hay sọt sọt tay túi quần hoặc túi áo rồi đó, là mấy đó nó có hung khí ở trong nghe. Dạ. Ờ đó, tránh nó ra đó. Giờ mà môi thì khô thâm nè, môi thâm, môi thâm, còn tao là môi chì. Mày đừng phải tao đâu mày dòm tao à. Tao nằm cái dạng riêng môi chì. Dạ. Nó sang hơn cái môi thâm, biết không? Ừ. Thì nó tránh nó ra.